Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Miguel Rodrigo là một người sinh ra ở thành phố Valencia. Ông đã từng dẫn dắt các đội tuyển Futsal của Nhật Bản và Thái Lan. Như vậy, hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Philippines đã bắt đầu. Cầu thủ Việt Nam tràn lên. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ môn Padilla. Không khí rất sôi động. Cũng ở nhà thi đấu Phú Thọ. Đó là năm mà Thái Lan đã không tham gia. Tỷ số được mở cho các đội Futsal Việt Nam. Pha ghi bàn dễ dàng. Đó là bàn thắng của Vũ Quốc Hưng. Cầu thủ số 8 ghi bàn cho đội Việt Nam. Cầu thủ đã chuyền bóng thuận lợi cho Quốc Hưng là Minh Chí. Tỷ số đã là 2-0. Chắc chắn đây sẽ là một trận mưa gôn. Pha xử lý rất gọn gàng của Vũ Quốc Hưng. Cầu thủ đang thi đấu cho Hải Phương Nam Phú Nhuận. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Pha đánh gót kỹ thuật. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-0. Pha cản phá lúng túng của số 4 Philippines. Hao Sen. Tỷ số được đưa lên 4-0. Goal for Vietnam by player number 7, Phùng Trọng Luân. Cầu thủ số 7, Phùng Trọng Luân. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Phùng Trọng Luân. Hai lần trước là vào các năm 2010 và 2012. Tỷ số đã là 5-0. Goal for Vietnam by player number 9, Trần Thái Huy. Cầu thủ số 9, Trần Thái Huy ghi bàn cho đội Việt Nam. Cầu thủ đã nâng tỷ số lên 5-0 là Trần Thái Huy. Bởi vì Thái Lan không cử sang đội hình mạnh nhất. Một pha xoay người vào sút bóng quá đẹp. Goal for Vietnam by player number 6, Phạm Đức Hòa. Cầu thủ số 6, Phạm Đức Hòa. Bàn thắng của Phạm Đức Hòa. Tỷ số trận đấu đã là 7-0. Rất tốt. Pha càng ngang chuẩn xác. Và đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Một tình huống thoát xuống ở cánh phải và đưa bóng vào rất hay của Ngô Ngọc Sơn. Cầu thủ đã ghi bàn vừa rồi là Khổng Đình Hùng. Có thể thi triển nhiều phương án mang tính quy ước giữa cầu thủ. Tỷ số đã là 9-0. Goal for Vietnam by player number 5. Cú đá nối rất nhanh. Ngô Ngọc Sơn, cầu thủ số 5, Ngô Ngọc Sơn. Bàn thắng của Ngô Ngọc Sơn. Thời gian hiệp 1 trận đấu không còn nhiều. Tỷ số đang là 9-0 nghiêng với cầu thủ Việt Nam. 10-0 rồi. Goal for Vietnam by player number 5. Pha ghi bàn của Đình Hùng. Một cơ hội rất rõ. Tỷ số được đưa lên 12-0. Cầu thủ ghi bàn là Lê Quốc Nam. Chính xác thì lúc này đã có 3 người ghi được 2 bàn. Cú đá chân trái rất mạnh. Tỷ số là 13-0. Lê Quốc Nam, cầu thủ số 3, Lê Quốc Nam ghi bàn cho đội Việt Nam. Rất tốt. Tỷ số được đưa lên 14-0. Cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể ghi hơn số bàn thắng mà Indonesia ghi được vào lưới Philippines trong ngày hôm qua. Vũ Quốc Hưng, cầu thủ số 8, Vũ Quốc Hưng ghi bàn cho đội Việt Nam.
Quốc Hưng là người đầu tiên ghi 3 bàn thắng cho Việt Nam trong ngày hôm nay. Thêm một bàn thắng. Tỷ số được đưa lên 15-0. Cú đá từ xa rất mạnh. Thái Lan là quốc gia đăng cai giải futsal đông á nhiều nhất với 8 lần. Malaysia từng 3 lần đăng cai giải đấu này. Tỷ số đã là 16-0. Đã rất gần số bàn thắng của Indonesia ghi vào lưới Philippines là 21 bàn. Việt Nam by player number 5, Ngô Ngọc Sơn, cầu thủ số 5 Ngô Ngọc Sơn ghi bàn cho đội Việt Nam. Bàn thắng của Ngô Ngọc Sơn, bàn thắng thứ 2 của Ngô Ngọc Sơn. Mười bảy không, rất dễ dàng, bàn thắng đến liên tiếp. Pha ghi bàn thứ hai của Phùng Trọng Luân để tổ chức quốc gia của futsal vào tháng 12. Cú đá sượt sang ngang. Pha dứt điểm của Trần Thái Huy. Cú đá chân trái đầy uy lực. 18-0 rồi. Cầu thủ số 9 Trần Thái Huy. Bàn thắng thứ 3 của Thái Huy. Tình huống đối mặt rất đơn giản, tỷ số được đưa lên 19-0. Có thể nói sự cổ vũ không ngừng của các cầu thủ áo đỏ đã tiếp sức cho các tuyển thủ futsal. Sở dĩ là tại CM29 chúng ta chơi không được ý là vì trải qua một chuỗi giải đấu dày đặc, và dường như huấn luyện viên người Tây Ban Nha ông Miguel Ruigo đã tính điểm rơi không được sát, ông chưa có nhiều kinh nghiệm. Thêm một bàn thắng, đó là bàn thắng thứ 20 của Việt Nam. Tỷ số đã là 21-0. Go for Việt Nam by player number 6 Phạm Đức Hòa. Cầu thủ số 6 Phạm Đức Hòa ghi bàn. Bàn thắng của Đức Hòa. Ghi bàn thứ 3 của Đức Hòa ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đã có 21 bàn thắng bằng với Indonesia, ghi vào lưới cũng Philippines trong ngày hôm qua. Đây là trận đấu thứ 8 ở giải futsal Đông Nam Á. Và đến lúc này thì 21 bàn cách biệt là kỷ lục. Kỷ lục hoàn toàn có thể được nới thêm. Hai mươi hai bàn, tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải. Go for Việt Nam by player number 8 Vũ Quốc Hưng, cầu thủ số 8 Vũ Quốc Hưng ghi bàn cho đội Việt Nam. Tỷ số bây giờ đã là 23-0. Pha ghi bàn của Phùng Trọng Luân. Phùng Trọng Luân, cầu thủ số 7 Phùng Trọng Luân ghi bàn cho đội Việt Nam. Với một phút sàn thì cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể ghi được thêm không chỉ một bàn. 24-0. Bàn thắng của đội trưởng Trần Văn Vũ. Go for Việt Nam by player number 11. Pha dứt điểm rất đơn giản. Cầu thủ số 11 Trần Văn Vũ ghi bàn cho đội Việt Nam. Nhiều khả năng bàn thắng của Văn Vũ là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ấn định thắng lợi 24-0. Và như vậy thời gian của trận đấu đã hết. 24-0 là tỷ số cuối cùng. Trận thắng giòn giã của thầy trò huấn luyện viên người Tây Ban Nha Miguel Ruigo.
có đến 11 vị trí của đội Việt Nam ghi bàn ở trận đấu ngày hôm nay. Trong đó có hai cầu thủ ghi 4 bàn là Quốc Hưng và Thái Huy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những ngày thi đấu sắp tới với hàng loạt trận đấu được tổ chức trên nhiều kênh sóng.